Đã chính thức được bắt đầu. Kishito, đây là cơ hội đầu tiên và nó thuộc về đội khách hoặc là hỗ trợ cho các đồng đội. Một cơ hội rất tốt, rất đẹp. 1-0 cho đội chủ nhà. Được lợi. Rodrigo đã ngã và ngay lập tức trọng tài Nguyễn Lê Đức Cảnh đã chỉ tay và chấm phạt đền. Rodrigo không vào. Và ra cứu thua của mình. Không phải thủ môn có chiều cao quá nổi bật. Bóng liên tĩnh. Một quả phạt đền bị khước từ. Những điểm nhấn. Đánh đầu và không phải tiếc nuối quá lâu. Hàng công có thể không ghi bàn thì để đấy cho trung vệ Alisson Santana. Chỉ ít giây sau khi Rodrigo không thể khuất phục được Dương Quang Tuấn thì trung vệ đã sửa sai cho người đồng hương của mình. 1-0 cho câu lạc bộ Nam Định ở phút thứ 16. Cuối cùng thì màn lưới của Dương Quang Tuấn cũng đã phải rung lên. May mắn chỉ đến chủ động để cao đội hình để kiểm soát bóng nhiều hơn. Thành Trung quá kỹ thuật, đó không phải là tình huống của Thành Trung mà là Đàm Nhật Minh, người mà chúng tôi đã nói thi đấu một cách tàng hình trong khoảng nửa đầu thời gian của hiệp một. Nhưng thật bất ngờ, Đàm Nhật Minh có mặt và có một pha dứt điểm kỹ thuật. Phút thứ 31 và bây giờ thì các cổ động viên trên sân Hà Tĩnh đã được hưởng niềm vui. Dứt điểm rất bất ngờ của Marcio là tốt, nhưng pha dứt điểm sau cùng. Và như vậy là hiệp một của trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định. Cơ hội rất đẹp, lại là Đào Nhật Minh. Rất tuyệt vời khi mà tiền vệ trung tâm Đào Nhật Minh ngày hôm nay sắm vai người hùng. Hai tình huống mà Đào Nhật Minh không hiểu từ đâu đang ngược dòng để dẫn trước Nam Định với tỷ số là 2-1. Cơ hội và bàn thắng thứ 3 dành cho đội chủ nhà, đây là Văn Long. Tình huống ghi bàn của Phạm đường truyền hướng đến đúng vị trí, sao một cách tuyệt đối. Rodrigo, cơ hội dành cho Nam Định chưa phải là đã kết thúc. Một pha xử lý cực kỳ hoàn hảo và kỹ thuật, không chê bóng vào ngực, xuất sắc cả trận bao nhiêu thì ở tình huống này.